Chiều hôm nay có chị Ngân ở quận Bình Tân ghé ủng hộ tiệm vàng Thiên Đình Thảo là 9 vòng xi men nè, một vòng và một mặt quét eo hàng cao cấp và một cái nhẫn trà Pháp nha mấy chị nha. Hey, em giới thiệu cho mấy chị nè, trên tay chị Ngân đang đeo là 9 vòng xi men bản 4 ly chữ lớp à. Móc máy bi dập xéo nha, rất là sáng luôn. Dễ thương quá. Cái dập chữ này nó rất là rõ nét cho mấy chị nha, phun cát lên nè. 9 vòng xi men ly 48, bản 4 ly. Rồi, tiếp theo là một cái vòng thương hiệu YSL ạ. Đây là hàng cao cấp nha mấy chị nha. Cái này là phiên bản hàng Italy qua và em đã lấy, em đã đặt vào 18 nha. Mẫu mã rất là đẹp luôn. Thương hiệu YSL tấm lùa. Một cái mặt YSL của nó luôn. Sáng lắm. Xuất sắc. Cái này là em có cả bộ nha mấy chị. Cả bộ và đủ thương hiệu nha. YSL, Chanel, Hermès và LV ạ. Sáng chưa? Lấp lánh luôn. Hàng đúc chất lượng luôn nha mấy chị nha. Một chiếc nhẫn hột trà Pháp ạ. Nhẫn hột chủ là trà Pháp nha. Đai tắm mo nha. Rất là sáng luôn. Một chiếc nhẫn như vậy trung bình nó cỡ khoảng cỡ 1 chỉ đổ lại á. Xinh lắm. Cái đá nó sáng lắm mấy chị. Tổng giá trị là 72 triệu nha. Tất cả những món này. Cái này em bỏ hộp cho chị luôn nha chị nha. Em à, đây chiếc lắc đi. Còn hai kia bỏ hộp, em lấy hộp cho chị bỏ vô cho chị nha. Xuất sắc. Rồi em cảm ơn chị yêu nha, cảm ơn chị đã đến ủng hộ tiệm em. Xin chào khách yêu của tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. Trưa hôm nay có vợ chồng của anh chị ở quận 10. Hôm nay anh chị ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một cái vòng song long nha quý khách nha. Hàng độc quyền của tiệm vàng Kim Thành Thảo nha quý khách, rất là đẹp ạ. Vòng song long, cái này là ngậm châu vàng nha, mắt trắng, rất là đẹp luôn. Mắt và châu thì anh chị muốn em gắn màu gì có thể gắn màu đó theo nhu cầu quý khách nha. Hai con rồng quấn lại thành một cái vòng song long rất là đẹp luôn. Hai mình nha, làm vẫy làm đồ rất là chắc chắn luôn nè, sắc sảo. Cái khóa mở ra là ngay cái này à. Cái này hôm nay là em đã làm cho có cosplay nữ đó nha anh chị. Như chiếc vòng như vậy là cỡ tầm 3 lượng nè. Vòng nặng nhất của nó là cỡ tầm 6-7 lượng. Mà anh chị muốn làm 10 lượng hay là nặng hơn vẫn có nha. Nên em làm nhẹ hơn là cỡ tầm 3 lượng. Cho nam và nữ đều đeo được nha. Có đủ size, đủ đi tay luôn ạ. Rất là đẹp. Cái vòng như vậy là giá trị của nó là 127 triệu đồng. Rút một giây sau rồi em cho bán đeo luôn ha. Cái này anh phải lấy thêm cái nhẫn đầu rồng của nó nữa là đẹp, xuất sắc luôn. Đẹp chưa? Anh Toàn ở đâu đây mày? Đây rồng là quyền lực nha, làm ăn may mắn phát tài nha. Sức mạnh. Rồi, em cảm ơn anh chị nhiều nha. Em cảm ơn anh chị đã ghé ủng hộ tiệm em ạ. Chị Bình Chánh ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một cái vòng cao cấp nè. Nhẫn và một đôi bông nha quý khách nha. Đây à, cái vòng đẹp xuất sắc luôn mấy chị ơi. Vòng bản hoa 2 tầng nha. Cái hoa này là cái tấm, từng cánh của nó là cái tấm đều hết nha mấy chị. Nhị một hột xoàn nhân tạo ạ. Đẹp lắm nha. Đai nè. Đai là đây bản lưới nha. Sọc tấm. Bản lưới tất cả đều móc máy nha. Từng đường nét cái vòng này rất là đẹp. Cái vòng này đeo ôm tay mấy chị ơi. Xuất sắc. Cái này là phải có thêm cái nhẫn hoa của nó nữa là đeo tuyệt vời luôn á chị. Cái vòng này ưu điểm của nó nha là cái bản nó to, thì khi mà mấy chị đeo vào á nó che lại cái mắt xương của mấy chị, làm cho cái tay mình nó tròn và nó đẹp hơn nè, rất là sang luôn ha. Chất lượng cái vòng này không trọng lượng của nó 8 chỉ mấy, gần 9 chỉ nè mấy chị. Đẹp quá trời đẹp luôn, xuất sắc. Tiếp theo là chị còn ủng hộ cho em là một cái nhẫn hột xoàn nhân tạo nha. Này là xoàn nhân tạo. Nhẫn này là hàng thiết kế nha mấy chị, rất là đẹp luôn. Bốn cháu là đưa tấm lên luôn nha. Bốn cháu của nó đều kết tấm. Đai bản sọc tấm lùa nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hàng tấm lùa. Và nhà em có từ 3 hàng cho đến hình như 6, 7 hàng vậy đó. Đẹp lắm. Nó bắt cầu nhịp bên trong nè. Nó lồ, nó luồn tấm vô tấm mo luôn á. Bên trong lòng luôn nha. Chị yêu chị đeo ngón nào cũng giữa hả? Xuất sắc. Đeo vừa y cái tay luôn. Không cần chỉnh sửa gì hết trơn.
một đôi bông bạc oval ghép nha. Đây, hai oval ghép lại với nhau. Này là bông bạc hoàn toàn nha mấy chị nha. Đeo là nó sẽ ôm cái tay hơn. Và đặc biệt là những cái tay của mấy chị mà nó có cái lỗ tay nó hơi bị to á, thì cái cây bông nó ở dưới này nè, trên này nó sẽ che lại, nó không có bị thòng cái tay nha. Bông bạc nhẹ nhàng. Đôi này cỡ 6 phân mấy. Chị đeo cái này luôn chị ha. Em đeo cho chị luôn. Không đeo hà bỏ hộp ha. Tổng giá trị mà hôm nay chị ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là 40 triệu hơn nha quý khách. Để em bỏ hộp với chị. Rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị đã đến ủng hộ tiệm em. Sáng hôm nay có chị Linh ở Bình Tân ghé ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo là một bộ đồ bộ hoa 3D nha quý khách. Đây. Bộ đồ bộ rất là đẹp luôn nha. Cái này là hoa dượng nha, kiểu như mẫu hoa loa kèn á. Lộng bi móc máy theo công nghệ mẫu ý là ba màu nha. Chiếc vòng nè, nhẫn và mặt dây chuyền. Đẹp khỏi che luôn các chị ơi. Đây. Mẫu hoa dượng 3D nha, nhị lộng bi nè, bi ba màu khác. Đai lưới à, cái nhẫn cũng nó cũng làm đai lưới luôn nha mấy chị. Cả bộ như vậy đeo rất là sang trọng luôn. Thay vì mà mấy chị đeo dòng này nhẫn kia rồi mặt nọ thì nên đeo cả bộ như vậy nè. Em thấy nó sẽ sang trọng hơn, nhìn cùng tông của nó đẹp lắm. Ba món mà như vậy là cỡ khoảng 7,6 à. 29 triệu mấy trăm nha chị nha. Còn cái dây này là dây dắt lá, chị cũng mua ở đây luôn á. Mua trước rồi nên em luồn vô cái mặt để quảng cáo thêm. Dây nhà em dắt lá nhiều lắm nha mấy chị, từ chỉ 8 cho đến 3 lượng nha, có hết. Em đeo cho chị Linh luôn à. Lưới nha 5D. Vòng bảng caro 8 phân rưỡi nè quý khách, rất là đẹp luôn nha. Ngày hôm nay là lọc vòng bảng nhiều lắm luôn. Rất là đẹp à. Vòng bảng này là 8 chỉ, 8 mấy gần 9 chỉ ha. Và em nhắc lại lần nữa là vòng bảng này là trọng lượng của nó theo ni nha. Ni nhỏ thì trọng lượng nhẹ và ni lớn thì trọng lượng nặng nha mấy chị. Rất là đẹp luôn. Có đủ size từ 48 đến 62 ạ. 4 phân rưỡi, 6 phân rưỡi và 8 phân rưỡi nha. Kim Thành Thảo bao size hết nha mấy chị nha. Một chiếc nhẫn hoa hồng 5D lưới à. Đẹp lắm, hai size. Size này là size nhỏ, còn cái size lớn nữa nha. Một chiếc như vậy là cỡ tầm 2 chỉ mấy nè. Hoa hồng lưới nha, rất là đẹp. Dạng 5D à. Chị yêu, em đeo cho chị luôn nè. Hai mẹ con đều lên đây hả? Dạ. Ôi, đi xe ôm lên mua vàng luôn á trời, thấy thương chưa? Rất là đẹp luôn ha. Nhân viên em có hỗ trợ tiền xe chị chưa? Rồi để em coi coi. Đó rồi nè, có hỗ trợ tiền xe chị rồi ha. Em cảm ơn hai mẹ con nhiều nha. Cảm ơn hai mẹ con đã ghé ủng hộ tiệm em ạ. Em chào khách yêu nha. Chiều đây em có lọc cưới nè. Có chị Trinh, chị qua lựa đồ cưới cho con gái. Chị lựa cho con gái một cái kiền, cái vòng với cái nhẫn nha. Đây, kiền chạm long phụng. Đó, kiền này là 5 chỉ nha quý khách, chạm đều luôn đó. Đi bộ với cái kiền là cái vòng tay nè, hoa hoa bốn cánh phủ cát nha, viền cánh hoa là móc máy đó. Đây một cái nhẫn nữa đó. Đây là nguyên một bộ của chị, bộ của chị là gần một lượng là 53 triệu 800. Em chỉ cho chị trên cách mở nha. Chị cầm hai bên này có con lăn nè, mình lăn nhẹ, lăn nhẹ vô. Chị lăn hết rồi chị nhích nhẹ lên thôi nha. Nhích nhẹ lên là đúng khớp thôi nè. Nó chắc. Dạ đúng rồi, mình nó có con lăn một bên thôi. Đó, nhích nhẹ lên bẻ gàng sau. Cái này mình mở đúng khớp thì nó ra dễ. Rồi dặn ra. Còn vòng tay này thì nó có con lăn đây. Có chốt nè, mình dặn ra hết thôi. Cái này mình mở đúng khớp thì nó chắc. Em để vô hộp cho chị ha. Dạ.
Rồi em gửi chị hóa đơn nha. Em cảm ơn chị đã qua ủng hộ tiệm nha. Cảm ơn chị nhiều ạ. À.